Xin trân trọng kính chào bà con cùng đoàn thể du khách có mặt tại phố đi bộ thành phố Cao Bằng hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể du khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể du khách, Bảo Lạc là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển và khai thác các loại hình dịch vụ du lịch như du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, các hoạt động lễ hội. Hiện nay, các làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống vẫn được lưu giữ và phát huy. Đến với Bảo Lạc, quý vị sẽ được trải nghiệm, khám phá, chinh phục những vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Kính thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn huyện có 4 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, gồm khu di tích lịch sử Đồn Đồng Mu, di tích lịch sử Trông Nhiều Hậu, chùa Vân An và miếu Quân Đế. Kính thưa toàn thể quý vị, ngoài những tiềm năng trên, Bảo Lạc còn là nơi tiếp giáp và kết nối các tour tuyến du lịch cho du khách từ Hà Nội, Hà Giang, Bảo Lạc để đến điểm du lịch của tỉnh Cao Bằng. Chúng tôi, những người con thật thà mến khách, xin được trân trọng kính mời quý vị đến với quê hương Bảo Lạc chúng tôi. Kính thưa toàn thể du khách, trong buổi tối hôm nay tại phố đi bộ thành phố Cao Bằng, với tinh thần giao lưu học hỏi để cùng phát triển, huyện Bảo Lạc xin được tham gia và giao lưu chương trình văn nghệ với chủ đề Hương sắc Bảo Lạc, trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm ô cốp của địa phương. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng tham quan. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, tại vị trí sân khấu này, chúng tôi xin gửi tới du khách chương trình văn nghệ với chủ đề Hương sắc Bảo Lạc. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.